Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường từ chính những giao dịch của bản thân mình trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex muốn thấy được các giá trị vận dụng của kiến thức hay phương pháp trên thị trường đều phải thấy rõ được những người đứng ra chia sẻ họ vận dụng, áp dụng vào trong thực tế trên thị trường, để trực tiếp các bạn theo dõi, nhìn nhận và đánh giá toàn bộ những giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex. Không có chuyện giao dịch được mà không chứng minh được. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những kẻ nào được gọi là thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới, hoặc pro trader, hoặc là nhiều năm kinh nghiệm, hoặc quản lý quỹ, hoặc là gì nhỉ, chuyên gia Forex hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, không chứng minh được các giá trị vận dụng, áp dụng, đưa kiến thức vào trong thực tế để cho mọi nhà đầu tư kiểm chứng, đánh giá, xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này quá nhiều kẻ chỉ nói mồm mà không vận dụng, áp dụng được vào trong thị trường. Chính vì vậy rất nhiều nhà đầu tư đã phải tử nạn trên thị trường giao dịch Forex. Thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có một thứ giá trị duy nhất, đó là bản thân các bạn có áp dụng, vận dụng được kiến thức đó vào trong thị trường thực tế để tạo ra được những giá trị lợi nhuận để minh chứng về điều đó hay không. Cho quả cả một quá trình mà bản thân các bạn tham gia tìm hiểu về trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này không có chuyện trừ học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc là gì nhỉ, học xong ra ngoài thầy không chịu vận dụng, áp dụng từ 6 tháng đến 1 năm để cho bản thân các bạn trực tiếp nhìn nhận, đánh giá và theo dõi người thầy vận dụng vào trong thực tế mà đã vội lao vào trong thị trường giao dịch Forex, thì người tử nạn chính là nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này đây là cả một quá trình mà bản thân các bạn phải tìm hiểu, phải trải nghiệm và phải trực tiếp thấy rõ được toàn bộ những giá trị của kiến thức, những giá trị của kỹ năng giao dịch ở trên thị trường. Họ phải vận dụng, áp dụng vào thực tế trên thị trường, tạo ra những giá trị lợi nhuận thật sự để cho nhà đầu tư tham gia vào đánh giá để mà thấy rõ được các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tìm hiểu về thị trường, hãy nhìn nhận mọi giá trị cho thật kỹ, chứ không phải lao vào trong thị trường giao dịch Forex này rồi nói với cả bản thân các bạn rằng phải có tài khoản thế này hay thế kia trên thị trường. Tôi minh chứng toàn bộ bằng những giá trị mà bản thân tôi phải chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và đánh giá được các giá trị này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Đánh giá và theo dõi người thầy vận dụng vào trong thực tế mà đã vội lao vào trong thị trường giao dịch Forex, thì người tử nạn chính là nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này đây là cả một quá trình mà bạn khó đánh giá được. Giá được các giá trị này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công.